31. Địa lỵ ni. Địa lỵ ni Hán dịch rất nhiều nghĩa. Thứ nhất là thậm dõng, nghĩa là dũng khí mãnh liệt, cũng có nghĩa là tịch diệt hoặc khiết tịnh. Thậm dũng là dạng tướng động, tịch diệt là dạng tĩnh, còn dịch là gia trì và thôi khai. Gia trì có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyển hóa hướng về phụng hành theo thiện pháp. Thôi khai là làm cho các nghiệp chướng, tai nạn của chúng sinh đều được tiêu trừ. Đây là khu thi thiết câu thủ nhãn ấn pháp, gọi tắt là thiết câu ấn pháp, có công năng làm cho tất cả quỷ thần thiên long bát bộ đến hộ trì cho hành giả. Nếu quý vị công phu hành trì thành tựu thủ nhãn này thì có thể bảo thiên long làm mưa và sẽ có mưa ngay. Nếu hành giả cần có gió, họ sẽ làm ra gió ngay. Khi hành giả muốn mưa gió đừng hoành hành thế gian nữa, mưa gió sẽ hết ngay. Quý vị sẽ nói, tôi không tin như vậy. Đúng vậy, đó chính là lý do mà tôi muốn nói cho quý vị nghe. Tất cả chỉ là vì quý vị không tin, không có niềm tin và không ở trong cảnh giới này thì khó lòng hiểu nổi. Nếu muốn, quý vị có thể hỏi những người vừa mới từ Đài Loan trở về ngày hôm nay về cơn mưa ở Đài Loan. Khi tôi nói chuyện với Phật tử ở Đài Loan qua điện thoại, họ cho biết trời đang mưa và rất lạnh. Họ mong muốn thời tiết được ấm áp và bớt mưa. Tôi bảo họ hãy yên tâm, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ lại thắc mắc, sư phụ có thể khiến trời hết mưa hay sao? Tôi chỉ nói vắn tắt, quý Phật tử hãy đợi xem trời có tạnh mưa hay không. Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại thì trời bắt đầu tạnh ráo. Họ đều cho đó là chuyện lạ kỳ. Thực ra đó chẳng phải là gì khác, chính là năng lực của thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Quý vị chỉ cần kiết ấn và gọi thiên long đừng làm mưa nữa thì trời sẽ dứt mưa ngay. Loài rồng sẽ chấp hành theo lệnh của quý vị. Chỉ khi quý vị đã thành tựu ấn pháp này và đã thông thạo thiết câu thủ nhãn, rồng phun mưa sẽ tuân theo ấn pháp này và đình chỉ việc làm mưa liền. Quý vị sẽ nghĩ là tôi nói đùa, nhưng đúng là như vậy. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị nghe và tôi đang nói với quý vị bằng chân ngữ. Đây không phải là chuyện nói đùa. Ha ha ha, 问什么的说呵。